Kính chào quý vị, quý bạn. Hôm nay anh em mình nghe nhạc cổ tiếp ha. Cái dòng AR anh em mình nghe hoài cũng thấy chán nhỉ. Quá phê luôn. Nghe nó thích lắm. Cái đôi trên này hôm qua đã báo giá chi tiết với anh em rồi này ha. Cái đôi dưới này thì mới có cùng model. Nó cùng đời với nhau thôi nhưng mà nó khác cái màu thùng này. Cái đôi trên này thì cái màu nó vàng hơn khá là nhiều. Cái đôi dưới này thì màu nâu hơn ha anh em ha. Cùng đời, cùng model, cùng giá. Đều là mặt cây, đít cây, bánh tiêu chắp ruồi, mức giá 16. Tây họ hoàn thiện dòng AR này bằng thủ công hơn 60 năm rồi, nên nhìn nó thế. Anh em thấy keo kiết làm nhầm ha. Cái đôi trên này đẩy lưới thì anh em thấy nó sạch vậy đó, chứ mở lưới ra giống như thế này. Nhưng anh em không hiểu, chạy mất dép luôn, sao nó bẩn. Nhưng mà họ hoàn thiện hơn 60 năm nên nó thế đó. Ok ha. Thôi về đi, về đi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó, một bó hoa như đón như mời. Em về đi, em về đi, mừng ngày em ơi. Trong nhau lần cuối hãy trông lệ rơi, rồi xa suốt đời đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tang, xót thương xót thương duyên mình bẽ bàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi, còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Không biết đâu ngờ anh buồn em, anh mừng em, tình nồng thiên thu. Em ơi, trong nhau lần cuối hãy trông lệ rơi, rồi xa suốt đời đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tang, xót thương xót thương duyên mình bẽ bàng. Đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi, còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Biết đâu ngờ anh buồn em, anh mừng em, tình nồng thiên thu. Vẫy tay chào nhau,
Ok ha anh em ha, nghe rất là phê, rất là thích. Anh em có nhu cầu về cái dòng này thì cứ liên hệ với mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại, xin cảm ơn.